Đại Bồ Tát ấy phát nguyện chí thành tha thiết như vậy mà khi ấy lửa dữ không tắt, đại cháy từ nhà này lan qua nhà khác, đại cháy từ xóm này lan qua xóm khác, cứ lần lượt như vậy lửa kia mới tắt. Đại Bồ Tát ấy tự mình biết rõ chắc chắn đã được thọ ký bất thối chuyển, nhưng nhà người bị cháy là do hữu tình ấy tạo tác nhiều về nghiệp phá hoại chánh pháp. Do nghiệp ấy nên đầu tiên họ bị đọa vào đường ác, trải qua vô lượng kiếp, chịu quả khổ thích đáng, nay sanh vào cõi người bị các tai ương khác. Hoặc do nghiệp này sẽ đọa vào đường ác, trải qua vô lượng kiếp, bị quả báo khổ thích đáng mà nay ở cõi người ít bị tai ương. Lại nữa, này thiện hiện, căn cứ theo những nhân duyên đã nói ở trên, biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại có vị thành tựu tướng trạng khác thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Vì ông ta sẽ phân biệt giải nói, ông nên lắng nghe suy nghĩ thật kỹ. Thiện hiện bạch Phật, xin Thế Tôn nói cho. Phật bảo, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát thấy có người nam hay người nữ bị loài phi nhân làm mê loạn, chịu các khổ não, không thể tránh xa được, liền nghĩ, nếu chưa Như Lai ứng tránh đẳng giác, biết ta đã được ý vui thành tịnh, thọ ký cho ta quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối chuyển. Nếu ta phát sanh tác ý thanh tịnh lâu dài, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, để bỏ tác ý của thanh văn độc giác, không lấy tác ý của thanh văn độc giác, mà cầu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì đường lai chắc chắn sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đến tận cùng đời vị lai, làm lợi ích an lạc cho các loài hữu tình. Nếu ở mười phương thế giới thật có Như Lai ứng chánh đẳng giác, nói pháp vi diệu làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, thì chưa Như Lai ứng chánh đẳng giác đó, không có điều gì không thấy, không việc gì không biết, không vấn đề nào mà không hiểu rõ, và không pháp nào mà không chứng. Hiện biết thấy những ý vui khác nhau của tất cả hữu tình, cúi xin chiếu giám lòng thành tha thiết của ta, nếu ta thật sự có thể tu Bồ Tát hạnh, nhất định đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu giúp hữu tình ra khỏi khổ sanh tử, thì nguyện cho người nam hoặc người nữ kia không bị loài phi nhân quấy nhiễu, loài phi nhân nghe lời của ta sẽ bỏ đi. Khi Đại Bồ Tát ấy nói lời như vậy mà loài phi nhân kia không chịu đi, thì nên biết vị ấy chưa được thọ ký bất thối chuyển. Còn như khi Đại Bồ Tát ấy nói vậy mà loài phi nhân kia chịu đi, thì nên biết vị ấy đã được thọ ký bất thối chuyển. Lại nữa, này thiện hiện, có hơn Đại Bồ Tát chưa tu học hoàn hảo bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, bà la mật đa, chưa an trụ hoàn hảo về pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, chưa an trụ hoàn hảo về chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, chưa an trụ hoàn hảo về thánh đế, khổ tập diệt đạo, chưa tu học hoàn hảo về bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chưa tu học hoàn hảo về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chưa tu học hoàn hảo về tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chưa tu học hoàn hảo về pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chưa tu học hoàn hảo về pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, chưa nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, chưa tu hành đầy đủ tất cả Phật pháp, xa lìa phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, chưa thoát khỏi ác ma làm não loạn, chưa hiểu biết rõ về những việc của ma, tự mình không lường căn lành của mình dày hay mỏng. Còn khi học theo lời chí thành của Bồ Tát nói thì bị ác ma lừa gạt. Đại Bồ Tát ấy thấy có người nam người nữ đang bị loài phi nhân làm mê loạn, chịu nhiều khổ não, không thể tránh xa được, vội vàng nói quyết chắc rằng tôi đã được quá khứ chư Phật thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối chuyển, nên khiến cho người nam người nữ kia không bị loài phi nhân quấy nhiễu. Theo lời tôi nói, phi nhân kia sẽ mau bỏ đi. Sau khi Đại Bồ Tát ấy nói lời như vậy thì bấy giờ ác ma bị lừa gạt, nên đến đàn áp phi nhân bỏ đi. Vì sao? Vì oai lực của ác ma vượt trội hơn phi nhân kia, nên phi nhân bị ma ra lệnh liền bỏ đi. Nếu sau khi nói như vậy, Đại Bồ Tát vui mừng khôn xiết, suy nghĩ như vậy: này phi nhân bỏ đi là do oai lực của ta. Vì sao? Vì phi nhân nghe theo lời nguyện của ta, liền thả người nam người nữ kia ra, chứ không phải vì duyên cớ nào khác.
Đại Bồ Tát ấy không hay biết việc làm của ác ma nói là do oai lực của chính mình và vui mừng một cách sai lầm và ỷ vào đó mà khinh khi các Đại Bồ Tát khác. Ta đã được chư Phật quá khứ thọ ký đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bất thối chuyển. Những lời nguyện của ta phát ra đều không uổng phí. Các ngươi chưa được chư Phật thọ ký, không nên bắt chước ta nói lời chắc chắn như vậy. Giả sử có cố mong cầu nhưng hoàn toàn rỗng không, không có kết quả, vì Đại Bồ Tát ấy khinh khi chê bai các Bồ Tát khác, ỷ có chút tài năng sai lầm, nên đối với các công đức làm tăng trưởng nhiều tăng thượng mạng mà xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không thể nào chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát ấy không có sức phương tiện thiện xảo, nên sanh trưởng nhiều tăng thượng mạng và chê bai khinh khi các Bồ Tát. Vì vậy, mặc dầu siêng năng tinh tấn, nhưng lại rơi vào địa vị thanh văn hoặc bậc độc giác. Đại Bồ Tát ấy do phước đức mỏng manh nên làm việc gì hoặc nói lời chắc chắn nào cũng đều là hành động của ma. Đại Bồ Tát ấy không thể gần gũi cúng dường, cung kính, tôn trọng ngợi khen bậc chân thiện trí thức, không thể thỉnh hỏi hành tướng của các Bồ Tát bất thối chuyển, không thể học hỏi các sự nghiệp của quân ác ma làm. Do đó bị ma trói buộc càng chặt chẽ hơn. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy từ lâu không tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cho đến xa lìa phương tiện thiện xảo nên bị ác ma lừa gạt. Do đó, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát nên biết rõ ràng về các việc làm của ác ma. Lại nữa, này thiện hiện, vì sao Đại Bồ Tát không tu hành lâu về bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cho đến xa lìa phương tiện thiện xảo, mà bị ác ma lừa gạt và khuyên các Đại Bồ Tát nên biết rõ ràng, nghĩa là vì bị ác ma lừa gạt mà dùng phương tiện hóa đủ thứ hình tượng đến chỗ Bồ Tát nói lời như vậy. Ôi thiện nam tử, ông biết không, chư Phật quá khứ đã từng thọ ký Đại Bồ Đề cho ông, với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ông quyết định sẽ đắc bất thối chuyển. Tên họ sai khác bảy đời của chính ông, cha mẹ, anh em, chị em, thân bằng, quyến thuộc của ông tôi đều biết rõ. Ông sống vào xóm làng nào, thành ấp nào, nước nào, phương nào, ông sanh trong ngôi sao nào, vua nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, vân vân. Như vậy nếu ác ma thấy bẩm tánh của Bồ Tát nhu nhược, các căn chậm chạp, thì liền lừa gạt mà thọ ký đời trước ông đã từng thọ căn tánh như vậy rồi. Nếu thấy bẩm tánh Bồ Tát căng cường, các căn lành lợi thì ác ma lừa gạt thọ ký đời trước ông đã từng thọ căn tánh như vậy. Nếu thấy Bồ Tát ở nơi thanh vắng, thường đi khất thực, hoặc nhận một bữa ăn, hoặc ăn một lần, hoặc ăn một bát, hoặc ở nơi gò mả, hoặc ở nơi đất trống, hoặc ở dưới gốc cây, hoặc mặc y phấn tảo, hoặc chỉ có ba y, hoặc thường ngồi không nằm, hoặc dùng phu cụ cũ, hoặc thiểu dục, hoặc hỷ túc, hoặc thích viễn ly, hoặc thích định tịch tịnh, hoặc đủ chánh niệm, hoặc đủ diệu tuệ, hoặc không trọng lợi dưỡng, hoặc không quý tiếng khen, hoặc thích tiết kiệm, chân không thoa dầu, hoặc ít ngủ nghỉ, hoặc lìa bỏ trạo cử, hoặc thích ít nói, hoặc thích lời hòa nhã, vân vân. Thế các hạnh của Bồ Tát này rồi, ác ma liền dối gạt, mà thọ ký đời trước ông đã từng như vậy. Vì sao? Vì nay ông thành tựu công đức thù thắng như vậy mà thế gian thấy. Như vậy thì nhất định đời trước ông cũng có công đức thù thắng như vậy, nên vui mừng chứ không được khinh mình. Đại Bồ Tát ấy nghe ác ma này nói công đức tương lai quá khứ của mình và nói tên họ sai khác cùng thân thuộc hiện tại của mình. Khi nghe khen ngợi những căn lành thù thắng nên vui mừng khôn xiết mà sanh tăng thượng mạn, khinh miệt chê bai hủy nhục các Đại Bồ Tát khác. Bây giờ ác ma biết Bồ Tát kia do ám độn sanh tăng thượng mạn mà khinh miệt người khác, lại nói ông nhất định thành tựu công đức thù thắng quá khứ Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thọ ký cho ông với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhất định ông sẽ chứng đắc bất thối chuyển, nên hiện tại có tướng đẹp đẽ như vậy. Khi ấy ác ma vì muốn quấy loạn Bồ Tát mà dối gạt hiện làm hình tướng xuất gia, hoặc dối gạt hiện làm hình tướng tại gia, hoặc dối gạt hiện làm những hình tướng của cha mẹ, anh em, chị em, thân hữu, phạm trí, sư phụ, trời rồng dược xa, người chẳng phải người, vân vân,
Đến chỗ Bồ Tát ấy nói như vậy: quá khứ Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thọ ký đại bồ đề cho ông. Đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, ông nhất định sẽ đắc bất thối truyền. Vì sao? Vì ông đều có đầy đủ tướng trạng công đức của đại bồ tát bất thối truyền. Hãy tôn trọng mình, chứ đừng nghi ngờ gì cả. Nghe nói vậy, bồ tát này tâm tăng thượng mạn càng kiên cố, thiện hiện nên biết. Như ta đã nói về việc thật đắc các hành động tướng trạng của đại bồ tát bất thối truyền, thì đại bồ tát ấy thật chẳng có. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát ấy bị ma khống chế, bị ma lừa gạt nên không được tự do. Vì sao? Vì đối với các tướng trạng của hạnh đại bồ tát bất thối truyền thì đại bồ tát này thật chưa có, chỉ nghe danh tự và công đức vân vân của mình do ác ma dối gạt nói thì sanh tăng thượng mạn, khinh khi chê bai các bồ tát khác. Cho nên này thiện hiện, nếu đại bồ tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên giác tri rõ ràng về các việc làm của ác ma. Lại nữa này thiện hiện, có đại bồ tát bị ma khống chế, bị ma làm mê loạn, chỉ nghe danh tự sanh chấp trước sai lầm. Vì sao? Vì đại bồ tát trước kia chưa tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên phật pháp khác. Do nhân duyên này làm cho ma có cơ hội, đại bồ tát ấy không thể hiểu rõ hành tướng của uẩn ma, hành tướng của tử ma, hành tướng của thiên ma, hành tướng của phiền não ma. Do đó mà làm cho ma tìm được cơ hội. Đại bồ tát ấy không thể hiểu rõ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và vô lượng pháp môn khác. Cũng không hiểu rõ danh tự của các pháp và hữu tình, thật tướng cho là vô tướng. Do đó làm cho ma tìm được cơ hội, dùng phương tiện biến hóa làm đủ thứ hình tượng đối với đại bồ tát như vậy. Sự tu hành và hạnh nguyện của ông đã viên mãn sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi thành Phật, ông sẽ được danh hiệu tôn quý, công đức thù thắng như vậy. Nghĩa là ác ma kia biết bồ tát này ngày đêm cầu nguyện, khi ta thành Phật sẽ được danh hiệu công đức như vậy, vân vân. Rồi theo sự cầu nguyện ấy mà ác ma thọ ký nói, khi ấy bồ tát này lìa bỏ bát nhã ba la mật đa, vì không có phương tiện thiện xảo nên nghe ma nói liền suy nghĩ: người này thật kỳ lạ thay, đã thọ ký nói ta sẽ được danh hiệu công đức và thành Phật ứng với điều mong cầu ngày đêm của ta. Do đây nên biết quá khứ chư Phật chắc chắn đã thọ ký đại bồ đề cho ta. Với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhất định ta sẽ đắc bất thối truyền. Khi thành Phật, ta nhất định sẽ được danh hiệu tôn quý công đức như vậy. Đại bồ tát ấy bị ma quyến thuộc của ma hoặc ác ma khống chế, các sa môn vân vân được ác ma thọ ký nói danh hiệu thành Phật vào đương lai, thì lòng kiêu mạn lại tăng lên. Vào đời vị lai, ta nhất định sẽ thành Phật, đạt được danh hiệu công đức như vậy. Các bồ tát khác không bằng ta. Thiện hiện nên biết, như ta đã nói về đắc các hành động tướng trạng của đại bồ tát bất thối truyền thì đại bồ tát ấy đều chưa thành tựu, chỉ nghe ma nói hư danh thành Phật mà sanh tâm kiêu mạn, khinh khi chê bai chúng đại bồ tát khác. Do có tâm kiêu mạn, khinh khi chê bai chúng đại bồ tát khác nên đại bồ tát ấy lìa bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại bồ tát ấy xa lìa bát nhã bà la mật đa, vì không có phương tiện thiện xảo, vì bỏ bạn lành nên luôn bị ma khống chế, rơi vào địa vị thanh văn hoặc bậc độc giác. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát ấy khi được thân này trở lại đắc chánh niệm, trí thành sám hối, bỏ tâm kiêu mạn, luôn luôn gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bậc thiện hữu chân tịnh. Người ấy mặc dù bị luân hồi sanh tử, nhưng sau đó nương vào bát nhã và làm mật đa thâm sâu để tu học, thì lần lần sẽ được chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát ấy nếu được thân này mà không đắc chánh niệm, không sám hối, không bỏ tâm kiêu mạn, không thích gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bậc thiện hữu chân tịnh, thì vị ấy nhất định bị luân hồi trong sanh tử. Sau đó mặc dù có tinh tấn tu các nghiệp nhưng cũng rơi vào địa vị thanh văn độc giác. Ví như bí xô cầu thanh văn, nếu phạm một trong bốn trọng tội thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải con dòng họ Thích Ca. Hiện tại vị ấy nhất định không thể đắc quả dự lưu, vân vân. Bồ tát vọng chấp hư danh cũng thế,
Chỉ nghe ma nói hư danh thành Phật, liền sanh tâm ngã mạn, khinh khi chê bai các đại Bồ Tát khác. Nên biết tội của người này gấp vô lượng lần so với Bí Xô phạm bốn trọng tội kia. Giả sử Bí Xô kia bị phạm bốn trọng tội, thì tội lỗi của Bồ Tát này hơn ngũ vô gián gấp vô lượng. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy thật không thành tựu công đức thù thắng, chỉ nghe ác mà nói hư danh thành Phật, rồi tự kiêu mạn khinh khi Bồ Tát khác, cho nên tội này hơn ngũ vô gián. Do đó nên biết, đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết rõ hoàn toàn những việc vi tế của ma đã dùng danh hiệu vân vân hư dối mà thọ ký như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hạnh viễn ly, nghĩa là ở ẩn nơi rừng núi, hàng trống, đồng trống, ở nơi thanh vắng ngồi tư duy. Khi ấy có ác ma đến cung kính khen ngợi công đức về hạnh viễn ly mà nói như vậy: lành thay đại sĩ, ngài có thể tu hạnh chân viễn ly như vậy. Hạnh viễn ly này được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều ca ngợi, được trời đế thích, chư thiên, thần tiên cùng nhau bảo vệ, cúng dường, tôn trọng. Ngài cứ ở đây, đừng đi nơi khác. Thiện hiện nên biết ta chẳng khen ngợi các Bồ Tát ở nơi thanh vắng, đồng trống, núi rừng ngồi tư duy tu hạnh viễn ly. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát phải tu những hạnh viễn ly khác hay sao, mà Phật không khen ngợi công đức về hạnh viễn ly của vị ở nơi thanh vắng, đồng trống, núi rừng, không dùng ngọa cụ tốt, ngồi tư duy? Phật bảo: thiện hiện, các đại Bồ Tát nếu ở nơi thanh vắng, núi rừng, đồng trống, hoặc ở nơi thành ấp xóm làng, vương đô, huyền áo, vân vân, thì chỉ có thể xa lìa phiền não, nghiệp ác và các tác ý về thanh văn độc giác. Còn ai hành bát nhã, ba la mật đa thâm sâu và tu các công đức thù thắng khác, thì đó mới gọi là hạnh chân viễn ly của Bồ Tát. Hạnh viễn ly này được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khen ngợi, được chư Phật Thế Tôn chỉ dạy chúng Bồ Tát thường nên tu học. Bất cứ ngày đêm nên tránh tư duy tinh tấn tu học pháp viễn ly này, đó gọi là Bồ Tát tu hạnh viễn ly. Hạnh viễn ly này không xen lẫn tác ý về thanh văn độc giác, không xen tạp tất cả phiền não nghiệp ác, lìa các ồn ào, hoàn toàn được thanh tịnh, khiến các Bồ Tát mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an lạc cho các hữu tình không gián đoạn. Thiện hiện nên biết, những người được ác ma khen ngợi ẩn cư nơi núi rừng, đồng trống thanh vắng, không dùng ngọa cụ tốt, ngồi tư duy, đó chẳng phải là các Bồ Tát hạnh chân viễn ly. Vì sao? Vì hạnh viễn ly đó còn có huyền não, nghĩa là họ còn xen phiền não nghiệp ác, hoặc xen lẫn tác ý thanh văn độc giác. Đối với bát nhã, bà la mật đa thâm sâu, không tinh cần tin thọ tu học, không thể viên mãn trí nhất thiết trí, thiện hiện nên biết, có hơn đại Bồ Tát chỉ thích tu hành pháp hạnh viễn ly mà ma khen ngợi, nên có tâm kiêu mạn, chẳng thanh tịnh, khinh khi chê bài các chúng đại Bồ Tát khác. Nghĩa là có chúng đại Bồ Tát mặc dù ở thành ấp xóm làng vương đô, nhưng tâm thanh tịnh, không xen tạp phiền não nghiệp ác và tác ý thành văn độc giác, tinh tấn tu học bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã bà la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Tùy ở nơi ồn náo mà tâm vẫn tịch tĩnh, luôn tinh cần tu tập hạnh chân viễn ly. Đối với chúng đại Bồ Tát chân tịnh như vậy mà vị kia sanh tâm kiêu mạn, khinh khi chê bai mắng chửi, thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy đã xa lìa bát nhã bà la mật đa, vì không có phương tiện thiện xảo, nên tuy ở đồng trống 100 do tuần, nhưng nơi ấy tuyệt đối không có cầm thú hung dữ, rắn độc giặc cướp, chỉ có quỷ thần la sát vân vân dạo chơi cư ngụ trong đó. Người ở nơi thanh vắng kia mặc dù trải qua 1 năm, 5 năm, 10 năm hoặc cho đến 100.000 ước năm hoặc hơn số đó nữa tu hạnh viễn ly, nhưng không biết rõ về hạnh chân viễn ly, nghĩa là các chúng đại Bồ Tát tuy ở chỗ ồn ào mà tâm tịch tĩnh, tránh xa các phiền não nghiệp ác và các tác ý thành văn độc giác, phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện để biết, các đại Bồ Tát tùy ở mãi nơi đồng trống, lại xen tạp tác ý địa vị thành Phật độc giác, rất ưa thích và chấp trước vào hai địa ấy, nương theo pháp hai địa ấy mà tu hạnh viễn ly, lại sanh tâm đắm chìm vào hạnh này. Người này mặc dù tu hạnh viễn ly nhưng không thuận theo tâm của chư Phật.
Thiện hiện nên biết, ta khen ngợi các đại Bồ Tát chân hạnh viễn ly, nhưng các Bồ Tát đó không thành tựu. Trong hạnh trần viễn ly, ta không thấy vị ấy có hành tướng tương tự như vậy. Vì sao? Vì đối với hạnh trần viễn ly đó, vị ấy không ưa thích, chỉ thích siêng năng tu hạnh viễn ly của thanh văn độc giác. Thiện hiện nên biết, khi đại Bồ Tát ấy tu hạnh không thanh tịnh thì ma đến trên hư không, vui mừng khen ngợi nói với đại sĩ: lành thay, ông có thể siêng năng tu hạnh chân viễn ly. Hạnh viễn ly này được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khen ngợi. Ông siêng năng tinh tấn tu học hạnh này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy chấp vào pháp hạnh viễn ly của nhị thừa tu tập cho là tối thắng, nên khinh khi chê bai những vị trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời ồn náo nhưng tâm tịch tĩnh thành tựu thiện pháp. Lại nói với Bí Xô, vị ấy không thể tu hạnh viễn ly, thân ở nơi ồn náo, tâm không tịch tĩnh, không thành tựu pháp lành. Thiện hiện nên biết, đối với đại Bồ Tát được Phật khen ngợi trụ vào hạnh trần viễn ly thì đại Bồ Tát kia khinh khi chê bai, nói là ở nơi ồn náo, tâm không tịch tĩnh, không siêng năng tu hạnh trần viễn ly. Đối với các Bồ Tát sống trong huyền náo mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác không khen ngợi, lại tôn trọng khen ngợi, bảo chẳng ồn ào phức tạp, nơi tâm tịch tĩnh, có thể chân chánh tu hành được hạnh chân viễn ly. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy đáng lẽ phải gần gũi cúng dường cung kính như Thế Tôn, nhưng lại không gần gũi cúng dường cung kính mà ngược lại còn sanh tâm khinh miệt. Đối với kẻ ấy nên xa lìa, không nên gần gũi cúng dường cung kính bạn ác, ngược lại nên gần gũi cúng dường cung kính như thờ Thế Tôn. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát ấy đã xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa vì không có phương tiện thiện xảo, nên vọng sanh các chấp trước riêng biệt. Vì sao? Vì người kia nghĩ như vậy, điều ta tu học là trần viễn ly, cho nên được loài phi nhân khen ngợi hộ niệm. Người ở thành ấp thân tâm tán lạ thì ai sẽ hộ niệm cung kính khen ngợi? Do đó đại Bồ Tát ấy tâm nhiều kiêu mạn, khinh miệt các chúng đại Bồ Tát khác, nên phiền não nghiệp ác luôn luôn tăng trưởng. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát này đối với chúng đại Bồ Tát khác là chiên đồ la ô uế. Mặc dù tướng giống đại Bồ Tát, nhưng đó là đại giặc lớn trong trời người, dối gạt cười trời Atula vân vân. Thân vị ấy mặc pháp y của sa môn nhưng tâm luôn luôn thích làm việc trộm cướp. Những người nào có tâm hướng đến Bồ Tát thừa thì không nên gần gũi cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen người ác đó. Vì sao? Vì bọn người này có tâm thượng mạng, bên ngoài giống Bồ Tát nhưng bên trong nhiều phiền não. Cho nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát thật sự không xả bỏ trí nhất thiết trí, không bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thâm tâm muốn cầu trí nhất thiết trí, muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà vì lợi ích an lạc các hữu tình, thì không nên gần gũi cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen người ác như thế. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên luôn tinh tấn tu sự nghiệp của mình, nhàm chán xa lìa sanh tử, không chấp vào ba cõi. Đối với bọn người giặc ác chiền đồ la ấy, phải luôn luôn phát sanh tử bi hỷ xả với họ và nghĩ như vậy: ta không nên gây ra những tội lỗi như người ác kia. Giả sử gặp phải thất niệm như hắn, thì nên biết rõ để mau trừ diệt. Cho nên này thiện hiện, các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì phải biết rõ ràng về các việc của ác ma, nên siêng năng tinh tấn tránh xa diệt trừ những tội lỗi như Bồ Tát kia đã tạo, nên cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lại nữa, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát ý lạc tăng thượng muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, thì thường phải gần gũi cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bạn lành chân tịnh. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn: những ai gọi là bạn lành chân tịnh của đại Bồ Tát? Phật bảo: thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác là bạn lành của đại Bồ Tát. Tất cả chúng đại Bồ Tát cũng là bạn lành chân tịnh của các đại Bồ Tát. Các thành văn và thiện sĩ khác có thể vì chúng đại Bồ Tát tuyên thuyết khai thị, phân biệt rõ ràng những pháp môn tương ứng với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa để dễ hiểu, thì cũng là bạn lành chân tịnh của đại Bồ Tát.
Lại nữa, này thiện hiện, bố thí Bà La Mật Đa cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa là những bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Tám giải thoát cho đến 10 biến xứ là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Nằm lại mắt, sáu phép thần thông là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Đại từ Đại Bi, Đại Hỷ Đại Xả là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Chấm dứt tất cả tập khí tương tục là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Tất cả hạnh đại Bồ Tát là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Các pháp duyên tánh là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Các chi duyên khỏi là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là bạn lành chân tịnh của Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, bố thí Bà La Mật Đa cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa là bậc thầy, là người dẫn đường, là ánh sáng, là ngọn đèn, là ngọn đuốc, là nguồn chiếu sáng, là sự hiểu rõ, là sự giác ngộ, là trí, là tuệ, là người cứu giúp, là người bảo hộ, là nhà, là hòn đảo, là chỗ quay về, là hướng đi, là cha, là mẹ của chúng Đại Bồ Tát. Bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng là bậc thầy, là người dẫn đường, là ánh sáng, là ngọn đèn, là ngọn đuốc, là nguồn chiếu sáng, là sự hiểu rõ, là sự giác ngộ, là trí, là tuệ, là người cứu giúp, là người bảo hộ, là phòng, là nhà, là hòn đảo, là chỗ quay về, là hướng đi, là cha, là mẹ của chúng Đại Bồ Tát đoạn hẳn tất cả tập khí tương tục. Tất cả hạnh Đại Bồ Tát và vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng là bậc thầy, là người dẫn đường, là ánh sáng, là ngọn đèn, là ngọn đuốc, là nguồn chiếu sáng, là sự hiểu biết, là sự giác ngộ, là trí, là tuệ, là người cứu giúp, là người bảo hộ, là phòng, là nhà, là hòn đảo, là chỗ quay về, là hướng đi, là cha, là mẹ của chúng Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo là bậc thầy, là người dẫn đường, là ánh sáng, là ngọn đèn, là ngọn đuốc, là nguồn chiếu sáng, là sự hiểu biết, là sự giác ngộ, là trí, là tuệ, là người cứu giúp, là người bảo hộ, là phòng, là nhà, là hòn đảo, là chỗ quay về, là hướng đi, là cha, là mẹ của chúng Đại Bồ Tát. Các pháp duyên tánh và chi duyên khỏi cũng là bậc thầy, là người dẫn đường, là ánh sáng, là ngọn đèn, là ngọn đuốc, là nguồn chiếu sáng, là sự hiểu biết, là sự giác ngộ, là trí, là tuệ, là người cứu giúp, là người bảo hộ, là phòng, là nhà, là hòn đảo, là chỗ quay về, là hướng đi, là cha, là mẹ của chúng Đại Bồ Tát. Pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không cũng là bậc thầy, là người dẫn đường, là ánh sáng, là ngọn đèn, là ngọn đuốc, là nguồn chiếu sáng, là sự hiểu biết, là sự giác ngộ, là trí, là tuệ, là người cứu giúp, là người bảo hộ, là phòng, là nhà, là hòn đảo, là chỗ quay về, là hướng đi, là cha, là mẹ của chúng Đại Bồ Tát. Trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng là bậc thầy, là người dẫn đường, là ánh sáng, là ngọn đèn, là ngọn đuốc, là nguồn chiếu sáng, là sự hiểu biết, là sự giác ngộ, là trí, là tuệ, là người cứu giúp, là người bảo hộ, là phòng, là nhà, là hòn đảo, là chỗ quay về, là hướng đi, là cha, là mẹ của chúng Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì tất cả chư Phật Thế Tôn ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều lấy bố thí Bà La Mật Đa cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa, nói rộng từ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là bậc thầy, là người dẫn đường, là ánh sáng, là ngọn đèn, là ngọn đuốc, là nguồn chiếu sáng, là sự hiểu biết, là sự giác ngộ, là trí, là tuệ, là người cứu giúp, là người bảo hộ, là phòng, là nhà, là hòn đảo, là chỗ quay về, là hướng đi, là cha, là mẹ. Vì sao? Vì tất cả chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai và hiện tại
đều sanh trưởng từ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng từ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Cho nên này thiện hiện, nếu đại bồ tát ý lạc tăng thượng muốn chứng và vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thì nên học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng từ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Đại bồ tát ấy đã học bố thí ba la mật đa, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghì, lại phải dùng bốn nhiếp pháp để nhiếp hóa các hữu tình. Thế nào là bốn? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Do ta quán nghĩa này nên nói, tất cả bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghì, là bậc thầy, là người dẫn đường, nói rộng cho đến là cha, là mẹ của chúng đại bồ tát. Cho nên này thiện hiện, nếu các đại bồ tát muốn đạt sự tu hành không lệ thuộc vào người khác, muốn sống không lệ thuộc vào người khác chỉ dạy, muốn đoạn trừ tất cả sự nghi ngờ của hữu tình, muốn làm viên mãn tất cả hữu tình, muốn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, muốn thành thục hữu tình, thì nên học bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì ở trong kinh bát nhã ba la mật đa thâm sâu này nói rộng cho đến pháp mà đại bồ tát nên học. Tất cả chúng đại bồ tát đều phải siêng năng tinh tấn tu học. Hết quyển thứ 518.